Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 292 và giao bài của buổi số 293. Ta đến với phần cấu trúc câu bị động ở hiện tại đơn. Vậy thì với phần cấu trúc câu này, trước khi chúng ta làm bài, ta sẽ đến với phần ngữ pháp của phần bài này nhé. Vậy thì các bạn sẽ suy nghĩ xem là vậy thì câu bị động là gì? Câu bị động là gì? Tại sao lại không dùng câu chủ động mà lại dùng câu bị động nhỉ các bạn nhỉ? Vậy thì ta có đầu tiên, câu bị động là câu mà chủ ngữ là người hoặc vật chịu tác động của một hành động khác. Chịu tác động của một hành động khác. Thì có nghĩa là chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động, đúng không ạ? Mà chủ ngữ là người bị tác động, được tác động từ một cái hành động khác, từ một người khác. Ok, vậy thì ta sẽ đến với phần lý thuyết thế này. Với hiện tại đơn, ta sẽ có bị động là to be cộng động từ ở dạng phân từ 2. Ta có am, is hoặc là are cộng với verb ở dạng phân từ 2. Ví dụ ta có Alex hangs my clothes. Alex treo quần áo của tôi, đúng không ạ? Alex hangs my clothes. Thế thì khi này chúng ta thấy rằng đây là một câu chủ động, đúng không ạ? Ai là người thực hiện hành động các bạn? Chính là Alex. Và Alex làm gì ạ? Treo quần áo của tôi. Thế thì khi này chúng ta chuyển sang câu bị động thì ta có là đầu tiên là ta sẽ đưa tân ngữ lên này. Vậy quần áo của tôi là sẽ là bị tác động, đúng không ạ? Là được tác động bởi Alex. Vậy khi này quần áo của tôi được treo lên bởi Alex. Vậy chúng ta có chủ ngữ mới ở đây là my clothes. Đây là một chủ ngữ số nhiều. Vậy ta sẽ dùng am hay là is hay là are? À, ta sẽ dùng are, đúng không ạ? Are hanged. Hanged. Vậy khi này động từ ở hiện tại đơn là hanged. Ta chuyển sang ở quá khứ đơn, ta có là hanged, đúng không ạ? Hanged by Alex. Và được treo bởi ai? Ta sẽ dùng by Alex, bởi người đó, đúng không ạ? By Alex. Okay. My clothes are hanged by Alex. Okay, đó là câu bị động các bạn nhé. Câu bị động ở hiện tại đơn. Vậy các bạn sẽ có thời gian để các bạn ghi chép lại phần lý thuyết này nhé. Ở bị động ở hiện tại đơn chúng ta có động từ to be là am, is, are cộng với dạng động từ ở dạng quá khứ phân từ. Vậy ta có dạng động từ phân từ 2. Rồi, cô sẽ để cái phần lý thuyết này một chút nữa và sau đó thì các bạn sẽ chữa bài nhé. À, các bạn sẽ ghi lại bài cho cô nhé. Bây giờ ta sẽ đến với phần chữa bài câu 1. Cái cây bị chặt bởi Tom. Câu này thì quá là dễ rồi. Nào các bạn cho cô đáp án xuống bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ số ít, cái cây, the tree. Số ít vậy ta phải dùng is cut. Động từ quá khứ phân từ của cut thì vẫn là cut. Is cut by Tom. By Tom. Bởi ai đó? Bởi Tom thì sẽ là by Tom. The tree is cut by Tom. Đó. Câu 2.
Câu chuyện được viết bởi Nick. Nào các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có The story is written. Với câu chuyện ta có chủ ngữ này là chủ ngữ số ít. Vậy ta dùng is. The story is written bởi Nick thì sẽ có là gì? By Nick. By Nick. By Nick. Các bạn chữa bài báo giúp cô nha. Câu 3. Những cái váy được may bởi Linda. Vậy các bạn chú ý cho cô chủ ngữ số nhiều các bạn nhé. Những cái váy được may bởi Linda. Vậy ta có chủ ngữ số nhiều những cái váy the dresses. The dresses are sew. Được may. Với chủ ngữ số nhiều ta sẽ dùng động từ to be là động từ are. Đúng không? Are sew by Linda. Bởi ai đó ta dùng by Linda. Ok, câu 4, đồ trang trí được treo lên bởi Mai. Nào các bạn cho cô đáp án xuống bình luận nào. Vậy ta có the decorations are put up by Mia. Ok, by Mia. Decorations khi này là số nhiều các bạn nhé. Are put up by Mia. Ok. Và câu cuối cùng, những bông hoa được trồng trong vườn bởi Peter. Các bạn cho có đáp án xuống phần bình luận nào.
Vậy ta có the flowers số nhiều đúng không ạ? Được trồng, khi này số nhiều ta phải dùng are planted in the garden by Peter. Ok, vậy các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa mà ngày hôm nay ta dùng với cấu trúc câu bị động với hiện tại đơn. Ta sẽ có chủ ngữ cộng động từ to be và cộng quá khứ phân từ của động từ nó, đúng không ạ? Ta sẽ dùng động từ phân từ 2. Và chúng ta sẽ chữa bài, chúng ta còn câu nào chưa làm được bài thì các bạn chữa bài vào giúp cô nha.